Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần chân sạc của Samsung Galaxy S21. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc pin của Samsung Galaxy S21 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các link phụ kiện trên Samsung Galaxy S21 nói chung và phần phần chân sạc của S21 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship chân sạc S21 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền đi bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện để chỉ nhận thay mới chân sạc cho Samsung Galaxy S21